Kính thưa quý vị, chúng tôi là Kiều Trâm. Và Thế Hoài xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả của Đài Việt TV đã đến với phần tin tức News That Night. Thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2017. Trong phần tin tức này, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những bản tin có liên quan đến Việt Nam và Á Châu trong phần đầu. Và trong phần sau sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ, đời sống và giải trí. Sau đây xin mời quý vị bắt đầu vào phần tin chi tiết, mở đầu với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho biết dân biểu của Đức đã đòi đóng băng viện trợ Việt Nam. Nhiều dân biểu của Đức đang yêu cầu chính phủ nước này trục xuất thêm nhân viên Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam và đóng băng các khoản viện trợ của Đức dành cho Việt Nam. Vào thứ Bảy ngày 12 tháng 8, thì dân biểu là Burkhard Lascar, phát ngôn nhân về chính trị nội vụ trong khối dân biểu đảng Dân chủ xã hội SPD, đã tuyên bố với tuần báo Der Spiegel rằng cần nhất thiết phải trục xuất thêm nhiều nhân viên mật vụ tình báo Việt Nam và đóng băng các khoản tiền viện trợ hợp tác phát triển. Dân biểu Jordan Hart, phát ngôn nhân về Bộ Ngoại giao của khối dân biểu đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU, thì đòi họ có các biện pháp chung của Liên Âu. Cũng trong ngày thứ Bảy, thì hàng chục người Việt xuống đường biểu tình ở cổng Brandenburg và Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Berlin. Ban tổ chức là Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã nói đây là cuộc biểu tình chống lại hoạt động gián điệp của Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam, đe dọa nền an ninh của những người Việt tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam tại Đức. Vẫn tin liên quan, kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay là vụ bắt cóc đe dọa thương ước giữa Âu Việt. Tạp chí Forbes vào ngày hôm 10 tháng 8 có bài phân tích cho rằng vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh có thể đe dọa hiệp ước thương mại tự do giữa Liên Âu và Việt Nam, gọi tắt là EVFTA. Bản dự thảo hiệp ước này dự trù sẽ được Quốc hội các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn vào đầu năm tới. Theo các nhà phân tích, EVFTA có thể giúp Việt Nam tăng tổng sản lượng quốc nội thêm 15%. Tạp chí Forbes cho rằng để trả đũa Việt Nam bắt cóc một người đang xin tị nạn ở Đức, Thủ tướng Angela Merkel có thể chọn giải pháp là vận động các nước Liên Âu chặn đứng bước tiến của EVFTA. Được biết, nhiều tổ chức nhân quyền lâu nay cũng đang kêu gọi Liên Âu bác bỏ EVFTA, hoặc ít ra là buộc Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận thêm những điều kiện để cải tiến tình trạng nhân quyền. Vào tháng 2 năm nay, ông Pier Antonio Panzeri là chủ tịch của tiểu ban nhân quyền Nghị viện châu Âu tuyên bố rằng do tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam sẽ hết sức khó khăn để thông qua EVFTA. Bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết Philippines cân nhắc phạt nặng 10 ngư dân Việt Nam. Một liên minh của các tổ chức phi chính phủ và cá nhân hoạt động bảo vệ sinh vật biển tại Philippines đang hối thúc chính phủ trừng phạt một nhóm ngư dân Việt về việc giết chết khoảng 70 con cá mập ngoài khơi Palawan. Mạng lưới cứu cá mập ở tại Philippines dẫn đầu bởi tổ chức theo dõi sinh vật biển hoang dã Philippines là Greenpeace và Cứu biển Philippines kêu gọi chính phủ bảo đảm công lý được thực thi thay vì là tha bổng các ngư dân đánh cá bất hợp pháp như nhiều trường hợp trước đây. Vào ngày 8 tháng 8, Hải quân Philippines bắt giữ 10 ngư dân Việt Nam với hàng chục con cá mập trong hầm tàu. Hai ngày sau, nhà chức trách truy tố nhóm ngư dân này về tội đánh bắt cá bất hợp pháp. Giới hữu trách về môi trường tại Palawan vẫn đang xác định chủng loài của những con cá mập bị đánh bắt. Các vùng biển Philippines hiện có ít nhất là 60 loài cá mập. Cá mập bị săn bắt để làm nguyên liệu cho món súp vi cá mập nổi tiếng tại các nhà hàng ở Hồng Kông, Việt Nam và Hoa Lục. Bản tin tiếp theo cho hay là người Việt Nam đã bị tù vì trồng cần sa trong hầm bom tại Anh Quốc. Một nhóm 3 người đàn ông bao gồm một người gốc Việt và 2 người bản xứ tại Anh Quốc vừa lãnh án tổng cộng là 18 năm tù liên quan tới việc là họ đã biến một hầm trú bom nguyên tử thời chiến tranh lạnh thành một vườn cần sa khổng lồ. Khi bố đắp vườn cần sa thì cảnh sát quận Worcestershire đã tìm thấy là 4.425 cây cần sa được trồng trong 20 phầu cùng với 6.500 cây đã thu hoạch. Vườn này ước lượng là sản xuất số cần sa trị giá khoảng 2 triệu bảng mỗi năm. Ba bị cáo là Martin Fillery, 45 tuổi, Fleming Nguyễn, 27 tuổi và Ross Winter, 30 tuổi, đều nhận tội sản xuất ma túy loại B và ăn cắp điện. Nguyễn và Winter lãnh án mỗi người 5 năm tù giam. Riêng Fillory còn bị kết án về tội rửa tiền và lãnh án 8 năm tù giam. Căn hầm 20 phòng được Bộ Quốc phòng của Anh xây trong thập niên 1980 bảo vệ các chức chức của chính phủ và yếu nhân trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công nguyên tử.
Để điều hành vườn cần sa, ba bị cáo được cho là đã ăn cắp khoảng 650.000 bảng Anh tiền điện. Tàu cá của Quảng Ngãi đã bị đâm chìm ở Hoàng Sa. 6 ngư dân Quảng Ngãi may mắn được các tàu cá cùng địa phương cứu vớt sau khi bị tàu lạ đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa. Báo Dân Việt vào thứ Bảy ngày 12 tháng 8 đã đưa tin chiếc tàu cá bị nạn mang số hiệu QNG-90289TS do ông Bùi Ngọc Lành ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ. Theo báo này, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 7 tháng 8, tàu ông Lành với 6 thuyền viên đang bắt hải sản trong khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị một chiếc tàu sơn màu trắng không rõ xuất xứ, mang số hiệu 46106 chạy đến đâm chìm. Rất may cả 6 thuyền viên bị nạn được tàu cá của ông Nguyễn Trung Kiên ở cùng xã Bình Châu đang bắt gần đó chạy đến cứu. Và sau đó các ngư dân bị nạn được đưa sang tàu cá của ông Nguyễn Văn Kiêu cùng ở cùng xã để trở vào bờ. Đến khoảng 10 giờ tối ngày 10 tháng 8, tàu của ông Kiêu đưa 6 thuyền viên của tàu ông Lành nhập cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi. Kính thưa quý vị, Việt Nam trả lãi nợ nhiều hơn là đầu tư. Bộ Tài chính của Cộng sản Việt Nam cho biết là trong 7 tháng đầu năm của 2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính lên tới là 666.000 tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 11.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thu nội địa lên tới là 532.5000 tỷ đồng, bằng 53.8% dự toán năm, tăng 9.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh lại không mấy khả quan, như là tiền bán cổ phần tại các công ty quốc doanh thì chỉ chiếm 16.7% dự toán năm. Cổ tức và lợi nhuận của các tập đoàn và các tổng công ty quốc doanh đạt 40.7% dự toán năm. Cũng theo Bộ Tài chính, số chi trong 7 tháng đầu năm lên tới là 695.000 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm và tăng 8.7% so với cùng kỳ của năm 2016. Trong khi đó, chi cho đầu tư phát triển chỉ có 119.000 tỷ đồng, chi cho các khoản lãi nợ là 62.290 tỷ đồng, tương đương với 390 triệu Mỹ Kim mỗi tháng và bằng hơn nửa số tiền chi cho phát triển. Tài xế trả tiền lẻ nên trạm thu phí đã bị tắc nghẽn. Các tài xế xe vận tải và xe hơi gia đình vào Chủ nhật 13 tháng 8 đồng loạt dùng tiền lẻ để trả khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, khiến giao thông qua trạm này đã bị đình trệ. Khác với những lần trước, lần này các tài xế đồng loạt đưa tiền lẻ 200 và 500 đồng tại tất cả các cửa trạm, khiến nhân viên thu phí không kịp trở tay. Bắt đầu từ 4 giờ 15 tuyến quốc lộ 1 hướng từ Cái Bè về Cai Lậy bỗng vắng lặng. Nhận thấy sự bất thường, các nhân viên trạm thu phí Cai Lậy đã điều động tối đa để tới túc trực tại trạm. Khoảng 10 phút sau, nhiều xe hơi đã kéo qua trạm. Hầu hết tài xế đều đưa các tờ tiền lẻ mệnh giá 200 và 500 đồng khi trả phí. Khoảng 10 phút sau, ở hướng ngược lại cũng xuất hiện nhiều xe đưa tiền lẻ, khiến giao thông qua trạm dường như bị tê liệt. Trạm thu phí Cai Lậy được đưa vào hoạt động từ ngày 1 tháng 8 với mức phí cao nhất lên tới tương đương là 8 Mỹ Kim. Bước sang các bản tin có liên quan đến Á Châu, kính thưa quý vị, 9 người bị thương sau khi trận động đất xảy ra tại Zhuzhaigou của Trung Quốc đã được đưa tới thành phố Chengdu để điều trị. Có đến 9 người hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch và hơn 20 người khác đã bị thiệt mạng sau khi một trận động đất với cường độ lên tới là 7.0 độ Richter đã tấn công vào quận Qinghai thuộc mạng Tây của tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vào tối thứ Ba ngày 8 tháng 8 vừa qua. Những nạn nhân sống sót đã được chuyển tới hai bệnh viện lớn ở thành phố Chengdu, tức là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, để điều trị. Trong số 9 người lâm vào cảnh nguy kịch có một bé gái tên là Zhou Qingqing. Khi động đất xảy ra thì Zhou đã bị trọng thương ở đầu. Do không có đủ thiết bị y tế tối tân tại quận Zhuzhaigou nên bé Zhou Qingqing cùng 8 người khác đã được trực thăng đưa tới Chengdu để cấp cứu. Ngoài công tác cứu người thì giới chức trách địa phương còn đang tiến hành thẩm định các nguồn nước tại khu vực bị động đất. Kết quả kiểm tra cho thấy là nguồn nước vẫn an toàn. Lũ lụt đã khiến hơn 30 người bị thiệt mạng tại Nepal. Những trận lũ kinh hoàng gây nên tình trạng sạt lở đất đã vừa khiến hơn 30 người bị thiệt mạng tại Nepal trong suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Truyền thông địa phương vào thứ Bảy ngày 12 tháng 8 cho biết hiện vẫn còn 10 người khác bị mất tích và số người bị tử vong rất có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Nhiều cảnh sát viên, binh sĩ và nhân viên cứu nạn đã được phái tới để giúp đưa người dân đi tránh lũ. Nhiều đoạn video do đài truyền hình trong khu vực cung cấp đã quay lại được cảnh tượng nhiều đường xá bị hư hại một cách nặng nề. Nhà khí tượng quốc gia dự báo những cơn mưa nặng hạt sẽ tiếp tục rơi trong vài ngày sắp tới đây.
Mực nước sông trên sông Kochi của Nepal cũng đã vượt trên mức nguy hiểm, đe dọa tới cuộc sống của những người dân địa phương. Mùa mưa tại Nepal thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 và cứ vào dịp này hàng trăm thiên tai lại xảy ra. Tại thành phố miền đông Biranagar của Nepal, các phi đạo tại phi trường chính đã bị ngập nước, buộc giới chức trách phải hủy bỏ nhiều chuyến bay. Nhiều trung tâm tạm trú đã được thành lập để cứu mang những người bị ảnh hưởng bởi cơn lũ nêu trên. Trong khi đó, bản tin tiếp theo cho hay là Đức Đạt Lai Đạt Ma đã hủy bỏ chuyến thăm Botswana vì lý do sức khỏe. Truyền thông quốc tế loan báo là lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng, tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã vừa tuyên bố là hủy bỏ chuyến viếng thăm tới Botswana sau khi gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Quyết định hủy bỏ chuyến đi tới Botswana của Đức Đạt Lai Lạt Ma được cho là sẽ làm hài lòng chính quyền của Trung Quốc, vì giới lãnh đạo của Bắc Kinh không muốn bất cứ quốc gia nào trên thế giới đón tiếp ngài. Theo như dự tính ban đầu, Đức Đại Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham gia vào một hội nghị về nhân quyền tại thủ đô Gasbori của Botswana kể từ ngày 18 tới ngày 19 tháng 8, cũng như là sẽ đến gặp tổng thống của quốc gia nêu trên. Vào tháng trước, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc từng cảnh cáo Botswana là đừng nên đón tiếp vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong. Tuy nhiên, chính quyền của Gaborone đã thẳng thừng bác bỏ lời kêu gọi này. Botswana là một đất nước dân chủ nên bất cứ ai cũng có thể tới thăm nơi đây. Chính quyền Bắc Kinh đã thường xuyên đưa ra những lời phát biểu lên án các chuyến viếng thăm ra ngoại quốc của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, đồng thời tuyên bố là sẽ chống lại bất kỳ quốc gia nào đồng ý đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết rằng ông chỉ tìm cách đòi quyền tự trị cho Tây Tạng, trong khi Trung Quốc coi lãnh tụ tinh thần này là một phần tử ly khai nguy hiểm và thường xuyên đả kích bất cứ ai gặp gỡ ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và Á Châu sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho Việt TV. Kiều Trâm và Thế Hoài sẽ quay trở lại với phần 2 những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ, đời sống và giải trí.